Hôm nay, sẽ giới thiệu đến các bác bộ siêu tập Vertu tiền tỷ của Kỳ Lân Luxury. Là dân chơi điện thoại có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Lân, Kỳ Lân, 32 tuổi, đã siêu tầm điện thoại cổ hơn 15 năm qua, với nhiều loại máy, từ Nokia, Motorola, Siemens, cho đến hơn 20 chiếc Vertu sang trọng. Theo thời gian, một số máy hỏng không thể sửa chữa nên hiện bộ siêu tập Vertu chỉ còn 16 máy. Đa số sản phẩm đại diện cho bước thăng trầm của Vertu, đó chính là lý do tôi siêu tầm loại điện thoại siêu sang này, dù phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Chỉ một vài máy trong bộ siêu tập còn đầy đủ hộp và phụ kiện, trong đó có 3 mẫu thuộc dòng Ascent là Ascenti, Ascenti Ferrari Special Edition và Ascenti Nuller, với tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng. Chiếc Ascenti là mẫu được anh Lân quý nhất bởi đây là phiên bản sample để trưng bày, dán nhãn, not for sale, nhưng có đầy đủ hộp, phụ kiện, sách hướng dẫn và trông như bản thương mại. Anh khẳng định chỉ vài người sở hữu sản phẩm với tình trạng tương tự trên thế giới. Trong bộ siêu tập có hai phiên bản Vertu kết hợp với hãng xe đua Ferrari là Ascenti Ferrari Nero Limited trái và Ascenti Ferrari Special Edition phải, với màu sắc bàn phím cũng như kết cấu có đôi chút khác nhau. Cả hai ra đời năm 2009 với 2009 phiên bản được phát hành. Hai mẫu Vertu Ascent 2007 trái và Constellation 2008 phải có thiết kế nhỏ gọn và màu sắc bắt mắt. Anh Lân cho biết việc siêu tầm điện thoại Vertu khó hơn so với điện thoại thông thường bởi chúng được sản xuất giới hạn, giá đắt đỏ, khiến việc giao lưu thiết bị giữa những người chơi trong nước bị hạn chế. Anh Lân kể, để thỏa niềm đam mê, tôi phải tìm mua máy ở nước ngoài và từng bị lừa hơn 100 triệu đồng. Có lần tôi săn được một mẫu rất quý, là sự bổ sung quan trọng trong bộ sưu tập, nhưng cuối cùng, người mà tôi nhờ xách tay chiếc máy về lại báo mất, khiến tôi buồn cả tháng trời. Chiếm đa số trong bộ sưu tập là loa Signature S-Pure với các phiên bản được chế tác từ vàng, bạc, titan, da động vật có giá từ 190 triệu đồng đến 450 triệu đồng, tổng giá tiền của 6 chiếc máy khoảng 2 tỷ đồng. Chủ nhân bộ sưu tập cho biết việc bảo quản điện thoại không quá phức tạp, chỉ cần mỗi tuần một lần khởi động kiểm tra pin, thử các tính năng và sau đó cho vào tủ chống ẩm hoặc hút chân không. Do được chế tác với nhiều kim loại và da hiếm, việc lau chùi phải cẩn thận và tỉ mỉ hơn. Bên cạnh các mẫu đời cũ, bộ sưu tập cũng xuất hiện các sản phẩm mới hơn, như chiếc Constellation Aster chạy Android năm 2016. Model này là phiên bản thử nghiệm khá hiếm, số lượng sản xuất ít và có giá trị sưu tầm cao. Mẫu Constellation Quest, phiên bản điện thoại thông minh đầu tiên của Vertu, dùng hệ điều hành Symbian, máy có bàn phím QWERTY tương tự BlackBerry nhưng sử dụng chất liệu thép không gỉ và sapphire sang trọng. Trọng Bình, một dân chơi điện thoại cổ tại thành phố Hồ Chí Minh, nhận xét: bộ sưu tập điện thoại Vertu của anh Nguyễn Lân được đánh giá thuộc dạng hiếm tại Việt Nam. Điện thoại Vertu đều rất đắt đỏ nên không phải ai cũng có thể sưu tầm nhiều máy như vậy. Độ hiếm của bộ sưu tập còn nằm ở các phiên bản thử nghiệm cũng như những máy có đầy đủ hộp và phụ kiện. Kỳ Lân Luxury xin kính chào quý khách. Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên giao lưu, mua bán sản phẩm điện thoại đẳng cấp luxury chính hãng, nguyên zin, nguyên bản như Vertu, Mobiado, Nokia 8800, Nokia 6700 và rất nhiều những sản phẩm điện thoại đẳng cấp và đồ cổ siêu tầm khác. Kỳ Lân Luxury chuyên cung cấp sim số VIP, đồng hồ, túi sách thời trang của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Với phương châm uy tín tạo nên thương hiệu, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm đẹp, độc, lạ, chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý. Chi tiết quý khách vui lòng truy cập website kylanluxury.com. Kỳ Lân Luxury, đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu.